Xin kính chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin của kênh Tin Tức Mới 365. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa được cập nhật. Và quý vị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ và theo dõi kênh Tin Tức Mới 365. Ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Chính phủ báo tin vui đã giành được 680.000 tỷ để cải cách tiền lương mới. Pháo cứu sinh sẽ dày hơn với đề xuất tăng trợ cấp thất nghiệp lên 75%. Ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Thưa quý vị, chiều 20 tháng 5 tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết bầu chức vụ Chủ tịch Quốc hội với ông Trần Thanh Mẫn được Quốc hội thông qua với đại đa số đại biểu tán thành. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội nếu có. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội thành lập ban kiểm phiếu, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội. Ông Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12 tháng 8 năm 1962, quê quán xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ông có trình độ tiến sĩ kinh tế, cử nhân lý luận chính trị. Ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10 dự khuyết 11, 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15. Trong quá trình công tác, ông Trần Thanh Mẫn từng giữ các chức vụ Bí thư huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Bí thư tỉnh đoàn, Bí thư tỉnh đoàn Cần Thơ, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày 31 tháng 3 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa 14. Ngày 20 tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa 15. Ngày 2 tháng 5 năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa 15 theo quy định. Chiều ngày 18 tháng 5, Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông báo kết quả cuộc họp lãnh đạo chủ chốt sáng 18 tháng 5 năm 2024. Thông báo nêu rõ 10 giờ thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024 tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Theo thông báo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao, giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Chính phủ báo tin vui đã giành được 680.000 tỷ để cải cách tiền lương mới. Thưa quý vị, tính đến hết năm 2023, chúng ta đã giành được khoảng 680.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái báo cáo trước Quốc hội. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2023 tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 vào sáng ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khái quát đánh giá bổ sung năm 2023, nhận định tình hình tích cực và khả quan trên các lĩnh vực. Theo ông Lê Minh Khái, tình hình kinh tế xã hội những tháng cuối năm trước tiếp tục phục hồi, tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Phó Thủ tướng cho biết một số chỉ tiêu đạt cao hơn số đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10 năm 2023 như tốc độ tăng GDP đạt 5,05%, quy mô nền kinh tế đạt 430 tỷ USD thuộc nhóm các nước trung bình cao. Đáng chú ý, theo Phó Thủ tướng, tính đến hết năm 2023, chúng ta đã giành được khoảng 680.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới. Với những tháng đầu năm 2024, Chính phủ nhận định triển vọng kinh tế có dấu hiệu khả quan hơn là cơ hội thuận lợi cho phát triển. Trong nước, tăng trưởng kinh tế tiếp tục phục hồi, các hoạt động kinh tế xã hội diễn ra sôi động hơn. Theo đánh giá của Chính phủ, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được phát triển mạnh, nhất là các công trình hạ tầng giao thông, năng lượng quan trọng, trọng điểm quốc gia. Trong đó, đã khởi động dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh - Hữu Nghị - Chi Lăng, mở rộng nhà ga T2, cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đưa vào khai thác đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt 30 km, Cam Lâm - Vĩnh Hảo 79 km, nâng tổng số km đường bộ cao tốc đưa vào khai thác lên hơn 2.000 km. Ngoài ra, theo Phó Thủ tướng, những tháng đầu năm 2024, nhiều vấn đề dự án tồn đọng kéo dài được tập trung xử lý, đạt kết quả tích cực. Trong đó, các cơ quan đã chuẩn bị hồ sơ, điều kiện để xem xét phê duyệt chủ trương chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém, đảm bảo an toàn hệ thống. Báo cáo của Chính phủ nêu rõ đã hoàn thành định giá 3 ngân hàng mua bắt buộc và dự kiến trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc trong tháng 5, hoàn thành chuyển giao bắt buộc trong năm nay. Dù đạt nhiều kết quả, lãnh đạo Chính phủ nhìn nhận sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn cao, nhất là trong kiểm soát lạm phát, điều hành lãi suất tỷ giá, tăng trưởng tín dụng còn thấp, giá vàng thế giới và trong nước biến động mạnh. Trong khi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân gặp nhiều khó khăn, tiến độ một số dự án cao tốc giao thông trọng điểm, giải phóng mặt bằng còn chậm. Một số cơ chế chính sách quy định thủ tục hành chính còn chồng chéo, rườm rà, chậm được sửa đổi. Đề ra giải pháp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh Chính phủ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, phối hợp chặt chẽ hiệu quả, hài hòa các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, cùng với chủ trương tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính, triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước. Chính phủ quán triệt rà soát, kiên quyết cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết. Chính phủ cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia liên vùng, nhất là thi công 1.000 km đường bộ cao tốc để phấn đấu đến năm 2025 đưa vào khai thác khoảng 3.000 km. Phó Thủ tướng cho biết sẽ triển khai chính sách tiền lương mới từ ngày 1 tháng 7 và hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trong tháng 9. Trong báo cáo thẩm tra, Ủy ban Kinh tế ghi nhận một trong những điểm sáng nổi bật nhất của năm 2023 là công tác giải ngân vốn đầu tư công và phát triển cơ sở hạ tầng. Dù vậy, cơ quan thẩm tra cho rằng bên cạnh kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội năm 2023 cũng còn hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Theo Ủy ban Kinh tế, đầu tư tư nhân tiếp tục tăng trưởng thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Cơ quan thẩm tra dẫn chứng tình trạng thiếu điện liên tục làm gián đoạn các hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhiều địa phương phía Bắc trong tháng 5 và tháng 6 năm 2023 cũng khiến tình hình khó khăn của doanh nghiệp trở nên trầm trọng hơn. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, phí tổn kinh tế của các đợt mất điện hè năm 2023 khoảng 1,4 tỷ USD tương đương với 0,3% GDP. Ngoài ra, cơ quan thẩm tra chỉ ra tình trạng một số bộ phận cán bộ có biểu hiện né tránh, đùn đẩy công việc, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc. Hiện tượng công chức viên chức xin thôi việc vẫn tiếp diễn. Để nhìn nhận đầy đủ toàn diện hơn tình hình phát triển kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2024, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ hơn về việc tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 năm 2024 dù cải thiện nhưng chưa có sự đột phá. Đề cập nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Ủy ban Kinh tế lưu ý việc đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là điện, xăng dầu, không để tái diễn tình trạng thiếu điện, dành nguồn lực cho các dự án trọng điểm quốc gia, cải cách tiền lương và an sinh xã hội. Pháo cứu sinh sẽ dày hơn với đề xuất tăng trợ cấp thất nghiệp lên 75%. Thưa quý vị, trợ cấp thất nghiệp là phao cứu sinh cho người lao động và phao cứu sinh này sẽ dày hơn một chút với đề xuất điều chỉnh mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 60 lên 75%. Một thông tin đang được người lao động cả nước háo hức quan tâm là góp ý dự thảo luật việc làm sửa đổi. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị điều chỉnh mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 60 lên 75% nhằm đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho người lao động khi không có việc làm. Đây là một đề xuất rất thiết thực, kịp thời và có tính nhân văn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong bối cảnh người lao động bị buộc nghỉ giãn việc, thôi việc, mất việc đã giảm nhiệt trong những tháng cuối năm 2023, đầu năm 2024. Tuy nhiên, số lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp cả năm lại tăng đáng kể. Theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tính đến hết tháng 12 năm 2023, có hơn 1 triệu lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2022. Số người có quyết định hưởng cũng tăng gần 10%. Dù mới chỉ là đề xuất trong việc làm sửa đổi, chị Sen, một người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, đã có một phép tính chi tiết thành tiền. Hiện tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của chị là 4,6 triệu đồng trên một tháng. Với mức hỗ trợ thất nghiệp 60% như hiện nay, chị Sen chỉ được hưởng 2,6 triệu đồng trên một tháng khi nghỉ việc. Nhưng nếu mức hỗ trợ tăng lên 75%, chị Sen đã nhận được 3,3 triệu đồng trên một tháng. 700.000 đồng mỗi tháng với nhiều người có thể không đáng để nhắc đến, nhưng với rất nhiều người lao động như chị Sen, đó là một con số rất đáng kể và có ích. Nếu được thêm 700.000 đồng trên một tháng tiền trợ cấp, tôi sẽ không phải lo tiền điện nước và dầu ăn mì chính, bột nêm hàng ngày nữa, chị Sen nói chia sẻ. Trợ cấp thất nghiệp được xem là phao cứu sinh cho người lao động và cả đơn vị sử dụng lao động khi xảy ra biến cố. Tuy nhiên, ngay cả phao thì cũng có hai mặt, và mặt trái của phao cứu sinh đã là có nhiều trường hợp lạm dụng phao, thậm chí là trục lợi. Phổ biến nhất trên cả nước là tình trạng người lao động mất việc, được nhận trợ cấp thất nghiệp hàng tháng, nhưng khi có việc làm mới không khai báo với trung tâm dịch vụ để dừng trợ cấp mà vẫn nhận khoản trợ cấp. Con số này những năm gần đây dao động trên dưới 20.000 trường hợp, với số tiền phải thu hồi có năm cao nhất như 2021 lên đến 62 tỷ đồng. Vậy nên một mặt tiếng nói, nguyện vọng của những người lao động yếu thế liên quan đến đề xuất tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 60% lên 75% trong dự thảo là việc cần được những cơ quan soạn thảo lắng nghe, để phao cứu sinh của người lao động được dày lên. Một mặt, cơ quan chức năng cũng cần có giải pháp mạnh để ngăn chặn hiệu quả tình trạng lạm dụng, trục lợi chính sách, có vậy mới đảm bảo được tính công bằng, vừa không ảnh hưởng trực tiếp đến việc cân đối thu chi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cũng như tính tuân thủ pháp luật.